uống rượu hả? Uống chết uống rượu. Sao làm sao để hỏi ông được là một ngày ông bán bao nhiêu tờ? Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Xin chào quý vị. Chuyến đang đi chỗ mẹ Nam Hải thì bị mắc mưa. Mắc mưa đang vừa tới luôn, là mắc mưa chạy luôn liền ngay cái này. Ngay cái này nút mưa chứ không là bị mắc mưa luôn rồi, ướt mềm như con chuột lợp luôn rồi. Chút xíu nữa hả? À, đây. Không. Cái kia là cái cổng Quan Âm Phật Đài đó. Ở đây quý vị không? Mưa quá, trời mưa lớn luôn. Đi qua chỗ mẹ Nam Hải này chủ yếu là đi viếng mẹ Nam Hải, đồng thời là làm những clip ở Bạc Liêu này thôi, đúng không? Bên trong kia là tượng Phật mẹ Nam Hải. Thì chút nữa sau khi tạnh mưa chân sẽ vô bên đó, bây giờ đang trời là còn mưa. Phía đây thì cũng khá là nhiều các cô chú anh chị đang ngồi bán đây nè, bán đồ đây nè. Đấy. Không? Nhiều cô chú anh chị đang ngồi bán này. Đây là có những khách hành khách đang đục mưa đây nữa. Đấy. Những cái người đẹp đi chùa. Em đi đi viếng mẹ hả? Ở đâu mình ở đâu? Ở đâu xuống đây? Sông Đốc hả? Là Châu Đốc á hả? Cà Mau. Ủa, là Sông Đốc là Cà Mau hả? Cà Mau rồi đi xuống Sông Đốc. Là toàn là mấy bạn toàn ở dưới Cà Mau không ạ? Sông Đốc cách Cà Mau bao xa ta? Mấy? 60 hả? 60 cây. Wow, là xa như vậy ha. Rồi, toàn người đẹp không nha. Như Sông Đốc là gái đẹp phải không nha? Con gái ăn đẹp hết trơn nha. Đây với gì con gái Sông Đốc nha. Đây thì hiện tại thì trời đang mưa, thành ra là bà con đang đục mưa và bây giờ đang tạnh mưa rồi nha, đang bắt đầu tạnh mưa rồi. Ấy, ở đây Trương đã phát hiện ra một cái anh chàng bán vé số nha. Chàng bán vé số anh bị què hả cái giò. Đây. Ấy, sao con ít vậy? Ít vô trong đây nhỏ rồi. Ủa, nó vô trong này hả? Sao anh để trong này? Ô, nó nhảy. Rồi hết rồi. Đây. Vé số anh bán đây. Cái giò bị tật hả? Nhỏ đó. Bị tật không nhỏ hả? Nhỏ tới lớn luôn. Coi rồi. Đóng lại cười lên coi. Cười lên cho ta coi. Kia bắt đầu trời tạnh mưa bà con nha, tạnh mưa kia. Uống cái gì vậy? Uống rượu hả? Uống chai, uống rượu. Uống chết là sai, uống chết. Ê, nghe nói là một ngày bán bao nhiêu tờ hay số? Mới nhiều, 1000 tờ. 1000 tờ. Một ngày bán hả? Mới á. Ngày mai. Tức là bữa nay là thứ 6. Ngày bữa nay 6, ngày mai thứ 7. Lỡ tí nữa. Vậy là mai thứ 7 mới là bán được 1000 tờ. Ủa. Bữa nay là bán được bao nhiêu tờ? 500 này. Có 500 à? Là ngày mai bán 1000 đâu có sẵn giấy số không? Có. Đâu lật lên coi. Có gì trời, một ngày mà bán được 1000 tờ giấy số hả? Wow. Nha. Yeah. Kinh vãi. Đâu lấy được coi, móc được coi. Móc cho người ta coi thử cái đúng không? Ôm giấu rồi kìa. Bữa nay ông bán 500 tờ số, ngày mai là ngày thứ 7, vậy ngày mốt chủ nhật bán 1000 tờ luôn hả? Ui. Có nghĩa 1000 tờ mình kiếm được bao nhiêu tiền nha? Chiều mấy? Có chiều mấy hả? Ừ. Có chiều mấy bạc rồi hả? Ừ. Ông làm hơn tôi rồi đó. Hơn tôi nhiều á. Một ngày mà kiếm được bán được 1000 tờ giấy số nha quý vị. Một ngày là thứ 7 1000, chủ nhật 1000. Đấy. Ngày lễ bán nhiều hơn nữa không? Nhiều. Ngày lễ ông bán cỡ bao nhiêu? Ví dụ ngày lễ á, 30 tờ á, 2000, cỡ 2000 mấy. Ông bán làm cách nào? Ông ngồi đâu ông bán mà ông mới ghê vậy? Trời ơi, chùa đông bên kia hả? Ông có bí quyết nào không? Chỉ ra bán được sao nhiều quá vậy? Bán cứ đặt lên mua. Thấy quyết tặc ra mua. Ừ. Đây là cái giò mình đi khuyết tật đó hả? Nên tao ủng hộ tao mua đúng không? Kinh vãi, anh một hả? Câm. Sao? Câm. Bị câm hả? Ô, bị câm. Có nghe không? Không nghe luôn. Câm điếc số.
Bây giờ muốn hỏi một ngày bán bao nhiêu tờ làm xong làm cho biết. Muốn hỏi không anh? Làm sao để hỏi ông được là một ngày ông bán bao nhiêu tờ? Một là nè. Đấy quý vị. Ê, bay tờ số, Bao nhiêu? Đang có tiền số ông nè. Bao nhiêu? Ngày mai số của ngày mai á. Bao nhiêu tờ ngày mai? Như tao. Hả? Cũng ngàn tờ hả? Ừ. Kinh vậy không hả? Ê, không, 800 tờ. 800 tờ một ngày số hả? Ông bán thiệt không? 500 tờ à, giá ổn à. Tới 500 tờ hả? Một ngày 500 tờ. Ồ, bán như vậy, còn ông này bán ngày có thể là 1.000 tờ hả? Ngày cuối tuần hả? 1.000 tờ, 1.000 tờ. Anh là người giao luôn hả? Dạ. Ôi, kinh vậy. Ôi, học nha, học nha. Quý vị ơi, quý vị. Kinh vãi nha bà con, quý vị nha. Kinh vãi. Đây, cho ảnh tấm hình lưu niệm nè. Một ngày 1.000 tờ giấy số. Thứ bảy là mời lễ bán hơn đúng không? Lễ bán hơn nữa, 2.000 tờ. Lễ 2.000 tờ. 2.000 tờ là kiếm 2 triệu ngoài, cắt gạo. Vô cái. Giờ mới tôi vô lưu tấm hình coi. Một ngày có bán được 2.000 tờ giấy số nha, ngày lễ á. Ba mươi tư đúng không? Cỡ ba mươi tư một năm à? Ừ. Ông làm gì đây? Giám đốc làm sao lại ổng? Thấy không? Giám đốc cùng là không bằng ông luôn á. Tám tờ của ổng gì? Của ổng hết chưa vậy? Của ai? Của ổng hả? Tám tờ này, 28. À, của ổng sao anh bán? À, bán tiếp luôn, chạy số tiếp ổng luôn. Chạy số giùm luôn hả? Ừ. Ghê vậy? Ủa số của anh hả? Ghê luôn. Không phải hả? Không phải. Không xạo. Hai số ở đây nè, đấy. Kinh luôn trời ơi. Kia bà con nha. Rồi, ở đây nè, trời ơi. Đây bà con ha, trời ơi, đây những cái bà con đang núp mưa. Trời tiếp tục mưa đó rồi. Mưa khá lớn, tính đi vô viếng mẹ Nam Hải trong đó, nhưng mà lại mưa quá. Rồi, còn mưa quá tí nữa xong rồi Trưng sẽ vô trong đó viếng mẹ Nam Hải. Đồng thời là Trưng cũng có những clip ở Bạc Liêu này. Quý vị, cô chú, anh chị đón xem nha. Đặc biệt là clip hải sản đó nha. Clip mà hải sản á, Trưng đã quay rồi. Clip chợ hải sản ở ở đây là nhà mát đúng không? Ở nhà mát. Hải sản tươi xanh luôn. Ghê vừa vô nha. Ghê vừa vô xong là bập liền. Vừa vô là có hàng tươi xanh luôn. Mà giá rẻ cực kỳ luôn. Bất ngờ luôn nha. Đón xem clip sau nha. Vườn hải sản nhà mát. Ok. Ôi khủng khiếp quá bà con ơi, khủng khiếp quá. Một ngày mà bán 2.000 tờ giấy số là hơn 2 triệu á, một tờ giấy số lời có 1.200 à. Hơn 2 triệu khủng khiếp quá. Đây là cái cổng Quan Âm Phật Đài, cổng đi vào. Ok. Đây. Thật sự quá bất ngờ quá bà con ơi. Ngồi nghỉ mưa tới giả bộ hỏi thăm thôi, nhưng mà sự thật hết sức là ngỡ ngàng, không biết tính được. Đấy. Ok, Trưng kết thúc clip ở đây luôn nha. Cảm ơn quý cô chú các anh chị đã quan tâm theo dõi. Ok, chào tạm biệt.